Vạn Chính Hùng trong lần quay về Hà Bắc thì nghe tin Trùng Kiếm Sơn Trang mở cuộc tỷ võ giành Tiểu Trùng Bi. Trang tò mò tới tham dự. Đây là một thanh kiếm bề ngoài bình thường, không có chi đặc sắc. Tuy nhiên, nó có thể chém vỡ cả tảng đá đen to lớn. Trình Thoái Kỷ, người của Tiên Kiếm Môn, là kẻ cuối cùng đứng trên đài. Đúng lúc này, Trần Bạch Tiệp, đại hộ pháp của Thiên Mục Đậu xuất hiện. Y dùng Đại Trùng Bi, một thanh kiếm cũng tới từ Trùng Kiếm Sơn Trang, để đấu với họ Trình. Liệu kiếm pháp của Trần Bạch Tiệp có lợi hại như giang hồ đã đồn? Mọi người hãy cùng đón xem tiếp tập 53 mang tựa đề Tiểu Trùng Cử Thiên thay tên đổi phận. Trên đài cao, hai đạo kiếm quang liên tục va vào nhau tựa như ánh chớp. Mấy sợi dây thừng buộc trên đỉnh bị xẻ thành nhiều mảnh, treo lủng lẳng ngả xuống đất. Sau hơn 20 chiêu, Trình Thoái Kỷ đã yếu thế. Trần Bạch Tiệp kiếm pháp đến độ xuất thần nhập hóa, càng đánh càng mạnh, cộng thêm Đại Trùng Bi sắc bén vô ngần. Hắn đang ra một chiêu diễn hóa đến tận cùng, xuyên phá thế thủ của họ Trình. Nghe keng một tiếng, Đại Trùng Bi từ trên cao bổ xuống, hai kiếm chạm nhau té lửa. Cạch, thanh kiếm của Trình Thoái Kỷ bị đoạn gãy. Đại Trùng Bi theo thế chém ập vào vai trái chàng ta. Trình Thoái Kỷ hự lên một tiếng, tay hữu cầm lấy phần kiếm còn lại, quét ngang vào cuống họng đối thủ. Trần Bách Tiệp thu kiếm, nghiêng người thoát đi. Hắn cười to, với bản lĩnh như thế mà cũng đòi lấy Tiểu Trùng Bi sao? Chậm rãi đi tới, Trần Bách Tiệp vươn tay cầm lấy thanh kiếm tối màu rồi quát lớn: Đại Trùng Tiểu Trùng thuộc về ta, ta mới là thiên hạ vô địch, kẻ nào không phục thì bước ra đây. Có tiếng cười từ phía dưới vọng lên: ta không phục. Một bóng người vọt đến, điểm một kiếm tới Trần Bách Tiệp. Người đó chính là Cổ Thiệp Tự. Mũi kiếm của lão lắc lư uốn lượn, nhẹ nhàng như một chiếc lá khô. Trần Bách Tiệp quát lên: Tùng Phong Kiếm Pháp, hôm nay ta sẽ dùng Phi Tiên Đoạn Kiếm Thức phá Lãng Diệp Trung Phong của ngươi. Thân hình hắn xoay tít không ngừng, tạo thành lưới kiếm khi to khi nhỏ, nghe doạt. Trần Bách Tiệp phát ra ba đạo kiếm khí, đánh vào ba điểm trước mặt. Cổ Thiệp Tự cổ tay đưa ra, cố đâm vào hạ bàn đối thủ. Thế nhưng lão bị trúng chiêu, bụng dưới rách một mảnh áo. Trần Bách Tiệp cười ha hả: Cổ trưởng môn, ông thật là to gan lớn mật, dám chống đối với Trần Mộ Ư. Cổ Thiệp Tự, khi trước vốn sợ uy của Định Thần Châu mà gả con gái của mình cho Định Thành Lai, nhưng một hôm nghe được tin dữ Triệu Tuyết bị gã bắt đi, Cổ Thiệp Tự giận lắm, định tới đất Mi Sơn đòi người. Đang chuẩn bị khởi hành thì Cổ Thán cho thuộc hạ tới mời lão tương trợ để giết chết đại hộ áp Trần Bách Tiệp. Biết rằng vội vã cũng không giải quyết được chuyện, lại thêm việc lão và Trùng Kiếm Sơn Trang vốn có nhân duyên, thủa nhỏ côi cút được nội tổ phụ Cổ Thán thu dụng quý mến cho mang họ mình, cộng với việc át cảm với Thiên Mục Động, thành thử lão đồng ý ngay. Hiện giờ họ Trần dương dương tự đắc, nói lớn Tiên Kiếm Môn, Thanh Thành Phái đều là thứ bị thịt. Hắn cười rồi chợt ngưng lại, bởi có một tiếng cười khác nhỏ hơn nhưng đanh rõ: vù, có vật gì đang ném tới. Trần Bách Tiệp chộp lấy, hắn nhìn, đôi mắt trợn lên, không giấu nổi sự giận dữ. Trong tay hắn đang cầm một sấp tiền mã. Hắn nghiến răng bóp nát thành những mảnh vụn li ti. Ai, ra đây cho ta. Ánh mắt hắn quét đến chỗ nào là chỗ ấy, ai nấy không dám thở mạnh, bởi chẳng có kẻ nào có gan dám đụng độ với Trần Hộ Pháp. Chợt thấy Cổ Thán lững thững bước ra, chàng ta cất tiếng: Trần Hộ Pháp, thấy món quà của ta thế nào? Trần Bách Tiệp gằn giọng: Là ngươi, Cổ thiếu gia, lại muốn chống đối với mỗ sao? Không nhớ bài học 6 năm trước của Cổ Phản Ư? Cổ Thán chĩa kiếm thẳng mặt họ Trần nói: Nhớ chứ, thù giết cha sao ta quên được, thế nên hôm nay mới dám mạo muội tặng quà quý cho Hộ Pháp. Cổ Thán điểm mình một cái, vụt tới chỗ Trần Bách Tiệp như một cơn gió. Người chết đi. Trần Bách Tiệp ung dung thu Đại Trùng Bi vào bao, sau đó cầm Tiểu Trùng Bi. Hắn quát lớn: Để ta xem sức mạnh của ngươi. Trần Bách Tiệp vọt lên cao, đâm xuống dưới. Cổ Thán thấy kiếm của đối phương, vội xoay người gạt ra. Choàng, hai kiếm chạm nhau, Trần Bách Tiệp a lên một tiếng, đánh rớt Tiểu Trùng Bi. Cổ Thán thuận thế bồi thêm một kiếm, Trần Bách Tiệp trúng chiêu, ngã ngửa ra sau. Hắn giơ hai bàn tay, gầm lên một tiếng thật lớn: Tiểu nhân, dám ám hại ta sao? Lúc này Cổ Thán
Cổ Thiệp Tự và Trinh Thoái Kỷ cùng đứng lên. Trinh Thoái Kỷ quát lớn: "Số mạng của người hôm nay đã tận, ta phải trả thù cho những huynh đệ đã bị người giết." Chàng ta thân hình lay động, trong nháy mắt đã lao đến Trần Bách Tiệp. Cổ Thiệp Tự và Cổ Thán nói to: "Cả ta nữa." Trần Bách Tiệp rút bắt đại trùng bì, tay run run: "Ta có chết cũng phải tiễn các ngươi theo cùng." Hắn nén đau, hai tay tê dại vì trúng độc. Khi con người ta bị dồn vào đường cùng, sức mạnh được tăng lên rõ rệt. Thế nhưng bình thời, dẫu đang đường sức, Trần Bách Tiệp cũng khó lòng địch ba. Hiện giờ toàn thân đau đớn thì làm sao cự nổi. Trong nháy mắt, hắn trúng tới 4-5 kiếm, thương thế khắp toàn thân, trông thật thảm hại. "Đại hộ pháp, từng thét ra lửa đây sao?" Bỗng từ phía sau rặng cây có vật gì phi xuống. 1, 2, 3, chao ôi nhiều quá, như một màn mưa đen. Ba người trông thấy, vội vung kiếm lên cản. Dưới sàn toàn là nhện, rắn, bọ cạp đang bò lổm ngổm, trông thật ghê rợn. Bối Lãnh Hà xuất hiện cùng với một kẻ nữa, chính là nhị hộ pháp của Thiên Mục Động. Hắn tên Tư Không Giả. Nhân lúc Cổ Thán đang mải mê né tránh độc vật, Tư Không Giả vung quyền nhắm thẳng chàng ta mà đánh. Nguyên người này thân hình to lớn, vốn có thần lực trời sinh, cực kỳ khỏe mạnh. Cú đấm của gã kể có đến 100.000 cân nặng. Cổ Thán bị trúng một đòn vào sau lưng, cảm thấy choáng váng, nổ đom đóm mắt. Ồ, lại thêm một quyền nữa đánh ra. Lúc Cổ Thán còn chưa kịp trấn tĩnh, quyền này chưa tới mà xương tay kêu răng rắc, đủ biết không dưới 8 thành công lực. Trinh Thoái Kỷ và Cổ Thiệp Tự đang mải đấu với Bối Lãnh Hà, thành ra không ai có thể tương cứu. Những tưởng can này sẽ bị trọng thương thì có một bóng người kịp vọt lên đài, nhanh không khác gì một tia điện. Không ai nhìn rõ thân pháp của hắn, cũng không biết hắn từ đâu bay ra. Hắn là Vạn Chính Hùng. Chàng đứng chắn trước mặt Cổ Thán, quyền vừa chạm người chàng, bao nhiêu kinh lực bị tiêu tan, không còn tăm hơi gì. Tư Không Giả khuôn mặt hầm hầm nhìn Chính Hùng, thân hình gồng lên, hai tay hắn chụp lấy chàng, một tóm vào vai, một vào chân. Hắn quát to rồi ném mạnh Chính Hùng xuống đất. Vù, thân hình chàng lao như một viên đá. Chàng chống tay một cái xuống đất, mượn đà bay tiếp, rồi quặp chặt vào cột gỗ. Thân hình lắc lư, miệng nở một nụ cười. Chàng cất tiếng: "Người thật là khỏe." Tư Không Giả những tưởng đắc ý lắm, nhưng không, hắn đang nén đau. Bởi lúc hắn tóm chàng đã bị đánh trúng một đòn vào huyệt quan nguyên giữa bụng. Bối Lãnh Hà nhìn thấy Chính Hùng, con mắt đầy vẻ nghi hoặc. Y đột nhiên co tay, búng ra một thứ bột màu nắng như một cuộn khói, ném khắp nơi, xuống cả phía dưới đài, rồi mang theo Trần Bách Tiệp chạy đi. Cổ Thán quát lên: "Thiên Kiếm Hỏa, hãy cẩn thận." Ai nấy biết đây là chất kịch độc cực kỳ đáng sợ, vội vàng lui ra. Thứ bột ấy điểm đến mình, Chính Hùng quẩy tay một cái, dùng tụ phong gom hết hất vào thân cột gỗ. Sau gần 10 giây, cột gỗ đột nhiên bốc cháy. Trên mặt đài lốm đốm những ngọn lửa nhỏ. Trong chốc lát, có tiếng người kêu rên thảm thiết. Thiên Kiếm Hỏa là một thứ độc vô cùng ghê gớm. Nếu dính vào da thịt, nó có thể hoại tử cả một vùng lớn. Dính vào quần áo, gỗ giấy, hỏa tính càng mãnh liệt, chỉ có nước mới dập tắt được. Một số người đứng gần đài né không kịp, bị dính Thiên Kiếm Hỏa. Mới đầu chỉ đau một chút, đến lúc nó phát nhiệt qua y phục, nạn nhân sợ hãi không biết làm thế nào, cứ lấy tay dụi dụi. Khi toàn thân bốc cháy thì không kịp nữa. Số ít biết đến sự lợi hại của kỳ độc này, mặc kệ thanh danh, thiên hạ chê cười, cười bỏ lột trần hết quần áo ném đi. Cổ Thán quát lớn: "Mau lấy nước ra đây." Thuộc hạ của Trùng Kiếm Sơn Trang vội vã mang mấy thùng lớn ra. Có 6 người đã bị cháy thui, không cả nhận dạng được, trông thật đau xót. Một số bị thương không phải là nhẹ. Chính Hùng thở dài: "Bối Lãnh Hà, người thật là độc ác. Lần sau gặp mặt, ta quyết không tha." Quân Hào thấy chuyện xảy ra, vội vã di tản. Cổ Thán chạy đến chắp tay: "Đà tạ anh hùng đã cứu giúp." Cổ Thiệp Tự cười lớn: "Bạn huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau." Chính Hùng cúi chào: "Cổ trưởng môn." Cổ Thán ngạc nhiên: "Thúc phụ và bạn anh hùng quen nhau ư?" Cổ Thiệp Tự nói: "Không những quen, bạn huynh đệ cũng đã từng cứu ta một mạng. Điệt nhi không biết đó thôi. Y chính là bạn Chính Hùng, người đã từng cả gan ra phá đám cưới của Tuyết Nhi và Định Thanh Lai đấy." Cổ Thán quỳ phục xuống: "Tại hạ nghe danh đã lâu, quả nhiên thiên hạ xuất anh hùng.
ơn này không nhỏ, xin nhận của ta một lại. Nói đoạn tiến đến gần Trinh Thoái Kỷ. Hôm nay Trùng Kiếm Sơn Trang tổ chức cuộc tỷ võ, à nhờ Trinh huynh, à thúc phụ trợ giúp, suýt nữa đã giết được kẻ địch. Tuy nhiên về sau, át lành ít giữ nhiều, thanh tiểu trùng bi kia xin giao lại cho huynh, mong huynh hãy giữ nó cẩn thận. Trinh Thoái Kỷ nói, tại hạ đâu xứng. Cổ nhân có câu, hồng phấn tặng gia nhân, kiếm báu trao anh hùng. Hạn huynh đây, võ nghệ cao cường, lại có tấm lòng hiệp nghĩa. Thoái Kỷ tôi đây, rất lấy làm khâm phục. Lại nghe huynh từng dám dạy cho Định Thanh Lai một bài học, thanh danh đã vang khắp giang hồ. Tại hạ chỉ nghĩ thôi, mà lòng thật sảng khoái. Tiểu trùng bi, nay xin tặng lại cho huynh, mong huynh luôn đề cao chính nghĩa, tiêu diệt kẻ ác. Chính Hùng thấy thế, vô cùng ái ngại, đang định từ chối, thì có hai mươi mấy người chạy lên đài, là người của Cử Thiên Hội. Đám đông hàng trăm, ngàn người, nay chỉ còn sót lại họ. Ân công, chúng tôi nhận ra ngài rồi. Bạn Chính Hùng ngạc nhiên, các huynh đệ nhầm người rồi, ta nào có quen các ngươi. Một người nói, thanh đao nhỏ dắt ở thắt lưng kia, không biết nói dối. À lại nếu không phải ân công, làm sao có bản lĩnh vô địch như thế được. Chính Hùng không thể chối nữa, y nói tiếp, ân công đã ra tay cứu huynh đệ Cử Thiên Hội một mạng, nay lại gặp người chốn này, đấy là cơ duyên. Cử Thiên Hội tôn chỉ cứu giúp ba tánh, trừ kẻ gian tà. Không may đại ca chúng tôi đi chống lại Thiên Mục Động mà bị Định Thanh Lai giết hại. Hiện giờ Cử Thiên Hội như rắn mất đầu, khẩn mong ân công hãy dẫn dắt các huynh đệ duy trì chính nghĩa cho võ lâm. Hơn 20 người cúi rạp xuống, đồng thanh nói, xin ân công hãy nhận lời. Bạn Chính Hùng thấy tấm lòng họ, biết rằng bản thân vốn dĩ cũng thích hành hiệp, thành ra ưng thuận, lập tức có tiếng reo lên, bạn anh hùng, bạn anh hùng. Chợt có một thanh niên chạy đến nói to, nhất quyết không được, Mạnh đại ca bị chúng bắt đi, chưa chắc đã chết. Tại sao chúng ta không tới Mi Sơn một chuyến, xem thực hư ra sao? Một kẻ nói, hừ, Mại Điền ăn vì một người con gái mà liều mình đi tới đó, lại ép chúng ta theo cùng. Chúng ta không sợ chết, nhưng nam nhi đã trượng phu, phải chết sao cho đáng. Với sức của hai mươi mấy người mà dám tấn công Thiên Mục Động ư, thật là nực cười. Một người nữa xen vào, Lâm huynh nói phải đấy, Mạnh đại ca tuy được tôn là hội chủ, nhưng huynh ấy hành xử chưa làm cho bọn đệ tâm phục. 3 tháng trước, đám người của Bổng Lai phái ức hiếp nhiều thôn nữ thôn Tam Niên, khiến một số tổ nhục quá phải tự vẫn. Các huynh đệ cùng bàn nhau tới gặp Thiệu Hà Lưu nói chuyện bãi quấy, nhưng Mạnh đại ca cứ lờ đi. Tại sao mới đây huynh ấy lại vì một người con gái không thân không thích, không quản ngại hiểm nguy? Phải chăng à ta quá xinh đẹp, trong khi cùng phận nữ nhi thôn Tam Niên lại không được coi trọng? Phải chăng giá trị của một con người được đánh giá bằng nhan sắc? Đúng đấy, nhiều lần đệ thấy thuộc hạ thôi mệnh trang hách dịch, khinh thường kẻ khác. Huynh ấy là thiếu gia mà không bảo ban được kẻ dưới, thì làm sao khiến chúng ta phục được? Vạn anh hùng, phải mời vạn anh hùng. Thanh niên hồi nãy lại nói, hắn là ác nhân, hắn không xứng. Đặng Cát, đệ không được vu oan người khác. Vạn anh hùng, lòng đầy hiệp nghĩa, lý nào lại là ác nhân? Nếu anh hùng có giết, cũng là giết kẻ bại hoại võ lâm. Y nói lớn, hừ, sao ta lại vu oan? Bạn Chính Hùng, có phải khoảng 3 tháng trước ngươi cùng đồng bọn tới Minh Kính Thôn giết chết một ông lão vô hại nhằm ăn trộm bí kíp, có đúng không? Ông ấy chính là phụ thân ta. Bạn Chính Hùng sững người, chàng lập cập đáp, ta, không phải ta, chỉ là hiểu lầm. Hừ, ngươi nhận rồi nhé. Các huynh đệ xem, kẻ đốn mặt này mang danh hiệp nghĩa mà làm cái chuyện táng tận lương tâm ấy, cứ hỏi có đáng để chúng ta một lòng một dạ nghe theo không? Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Nói đệ đừng giận, chứ võ công của Phản Anh Hùng một đại hiếm người bị kịp, lẽ nào lại đi lấy trộm bí kíp ngũ hình bình thường ấy? Hừ, bọn trộm thì nó có tha ai đâu, ta phải giết chết người. Đặng Cát lao đến, song trường đẩy ra, chính là chiêu cuối trong ngũ hình lệnh thiên thổ. Chỉ thấy khuôn mặt y đỏ rực, mang theo 5 ngọn gió nhỏ ập tới, vô chụp lấy Chính Hùng. Chàng vốn vẫn áy náy chuyện cũ, nay Đặng Cát nhắc lại, thần trí hơi rối loạn. Trường kình của y tới trước mặt mà chẳng nghĩ đến chuyện chống đỡ, nghe bộp một tiếng, Chính Hùng loạng choạng người, thổ ra một ngụm huyết.
Trong khi Đặng Cát bị phản chấn ngã ngửa ra sau, lưng đụng vào một thùng nước khiến nó vỡ tan. Chàng cùng mấy người đến bên y xem thương thế. Một người đỡ Đặng Cát dậy, Chính Hùng cầm tay định truyền một luồng chân khí trợ giúp, nhưng vừa chạm vào lập tức Đặng Cát cả ra, y quát ai cần người giúp, rồi lật đật đứng dậy chỉ mặt. Bạn Chính Hùng, hôm nay ta không giết được người, nhưng người hãy nhớ lấy, sẽ có ngày ta đến tìm người. Vừa dứt lời, Đặng Cát rời đi, mặc kệ mấy huynh đệ Cử Thiên Hội ngăn lại. Chính Hùng lúc này mới thuật hết sự tình. Cổ Thiệp tự nói, bạn huynh đệ không nên áy náy làm chi, người không biết không có tội. Nếu sau này gặp Hà Cử Khánh, hãy bắt hắn đến gặp Đặng Cát để ba mặt một lời. Nhiều kẻ tới an ủi chàng. Tuy nhiên hiện giờ Chính Hùng vẫn buồn bã, dù nói thế nào cũng chẳng khuyên giải được. Cổ Thán liền bảo, trời cũng đã gần chiều, kính xin các huynh đệ Cử Thiên Hội nghỉ tạm đây một hôm. Tiện thể tối nay Trung Kiếm Sơn Trang có là một bữa tiệc nhỏ, mong các vị tham dự. Trời tối, hơn 30 người ngồi với nhau, thực là đông vui. Cổ Thán mới nói, thúc phụ, khi nào đi tới Mi Sơn, xin cho Điệt Nhi theo cùng. Chính Hùng nghe thấy thế liền hỏi, cổ trưởng môn tới đó làm chi? Cổ Thán đáp, bạn huynh không biết đó thôi, Triệu Tuyết lại bị Định Thanh Lai bắt đi. Chính Hùng nghe thấy liền bảo, hừ, gã họ Định kia đúng là phường bất nhân. Triệu Tuyết vốn dĩ đã không thích hắn, sao hắn cứ ép làm chi? Chàng chắp tay, cổ trưởng môn, xin hãy cho tại hạ góp chút sức mọn, dù gì một phần nguyên nhân cũng do ta mà ra. Hai mươi mấy người Cử Thiên Hội cũng chắp tay, bạn anh hùng, xin hãy cho chúng tôi theo cùng. Chính Hùng xua tay, lần này tại hạ đi lành ít dữ nhiều, các huynh đệ theo ta hiểm nguy vô cùng. Một người khá lớn tuổi trong đám nói, một người chỉ lo mình, một người lo cho các huynh đệ, khác nhau thật là khác nhau. Mại Điển Văn, có thể ta không theo, nhưng bạn anh hùng chỉ cần nói một câu, dẫu cho hang hổ miệng cọp, Đồng Thái cũng quyết không từ. Ai đó, chúng tôi có chết cũng không bao giờ hối hận. Chính Hùng nâng chén lên, hảo huynh đệ, ta và các ngươi chỉ gặp nhau một lần mà có thể nói được câu đó, Chính Hùng thật là xúc động. Tất cả cùng nhau uống liền ba chén, hào khí dâng lên, chàng ưng thuận làm chủ Cử Thiên Hội. Đêm hôm ấy uống nhiều, chàng ngủ thật say, đến nửa đêm bỗng dưng mê man. Trong cơn mê, chàng thấy mình đang ở trên một ngọn núi thật cao, thật hùng vĩ. Chàng nhìn quanh, thấy nơi này gió lớn, tuyết rơi dày, những cơn hàn phong thổi liên tục. Chính Hùng dạo bước tham quan, thấy phía trước có một cái động lớn, trước cửa động có đề bốn chữ Trung Sơn Vô Cực. Chàng định vào trong, nhưng khoảng bất đâu đây có tiếng bước chân rất gấp. Chính Hùng lần theo hướng âm thanh mà tới, thấy cách khoảng mười mấy hai mươi trượng có hai con người đang đạp núi mà đi, khinh công tuyệt diệu quá. Chàng thầm thốt lên, hiện giờ họ đang đứng trên hai mỏm đá. Chàng giật mình kinh hãi khi thấy một người giống hệt mình, kể cả y phục. Con người kia chàng chưa gặp bao giờ, kẻ ấy tuổi chừng 40, thần thái phiêu diêu, khí vũ như tiên, an nhiên như Phật, diện mục cực lạ, năm phần chính, năm phần tà, vừa nghiêm trang, vừa cuồng ngạo, toát ra vẻ từng trải, tưởng như đã đi qua biết bao nhiêu thăng trầm của đời người. Chàng từng thấy phong thái của Bạch Quy Sinh, vốn đã kính ngưỡng đôi phần, tưởng rằng người đời cũng chỉ đến như lão là cùng. Ai dè, cái người kia so với họ Bạch còn hơn xa. Chàng cố gắng nhìn kỹ, xem liệu ông ta có phải thần tiên hạ phàm. Hai người ấy đang định động thủ thì chợt có tiếng kêu thất thanh, thiên ca, xin huynh đừng. Một người con gái lao đến, chàng bỗng tỉnh cơn mê khi nhận ra thiếu nữ ấy chính là Tiểu Tiên. Chính Hùng cố nhắm mắt, mong quay lại giấc chiêm bao kỳ lạ lúc nãy, nhưng chẳng hiểu sao không thể ngủ nổi. Chàng thao thức, cứ suy nghĩ bẩn ơ, Tiểu Tiên, ông ta là ai? Sao nàng lại gọi ta là thiên ca? Ta tên Chính Hùng cơ mà, phải chăng đó là tương lai? Chớp mắt đã tới sáng, trước mặt Trinh Thoái Kỷ, Cổ Thiệp Tự và mấy chục anh em Cử Thiên Hội. Chính Hùng trịnh trọng nhận lấy tiểu trùng bi từ Cổ Thán. Chàng cầm thanh kiếm, ông vụt lên không trung, đạp nước bay ra giữa hồ. Chính Hùng múa một đường thiên môn hồi thổ, tiểu trùng bi gặp đúng chủ nhân, thân kiếm tối màu bỗng rực sáng hào quang, uy lực càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy xung quanh chàng bảy tám sóng nước cuộn tròn,
chồm lên thành cột lớn, cao tới hơn trượng, từng đợt dạt vào bờ, đập ở mép đá, vỡ tan tạo thành những mảnh vụn li ti, khiến những người đứng xem ướt hết cả mặt. Hội chủ quả nhiên là thiên hạ vô địch. Chính Hùng thu kiếm, điểm chân lên cột nước cuối cùng, rồi hạ xuống, trong lòng trào dâng, biết bao hào khí. Chợt trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ, chàng chắp tay, trịnh trọng nói: "Tiểu trung cử thiên, cùng một lúc tại hạ có hai may mắn như vậy, thật là trùng hợp, thuận theo ý trời. Từ nay, xin mọi người hãy gọi ta theo ngoại hiệu mới là Vạn Trùng Thiên." Chính Hùng chắc chắn sẽ cùng Cổ Thiệp Tự đi tới đất Mi Sơn tìm Triệu Tuyết. Liệu Thiên Mục Động có phải là nơi ngọa hổ tàng long mà thiên hạ đồn đại? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 54 mang tựa đề Thần Châu Tam Tuyệt Á Huyết Triển Uy.